Hello, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với game hỗn hợp tất cả những game về Melon Sandbox và những bản copy của nó nhé. Đầu tiên này mình sẽ chơi game khác này. Cái game này tên là Melon Stick Playground. Ở phần này đi về này rất là nhiều luôn. Mình sẽ mở khóa tất cả những con này nha. Đây, bản này là bản mode nó có hết, bây giờ mình sẽ reset lại nó. Đây, bây giờ mình reset lại nó sẽ ra một cái này. Đó, giờ chúng ta có rất là nhiều rồi. Mình sẽ cho nó ra một loạt như thế này nhá. Đây, gọi là thấy đây thời tiết đây. Cho tuyết rơi nhá. Đây, tiếp theo mình sẽ cho một tí nuclear ball. Để slow motion. Tan thành từng mảnh luôn này. À, rồi còn tiếp theo mình sẽ xóa hết, này. Xóa đâu nhỉ? Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ cho nó này. Đây cả trang phục này. Mũ dơm của Luffy này. Rồi. Đây có một cây Luffy. Ok. Này, cái gì đây? Chúng ta sẽ cùng chuyển sang game khác nha. Game tiếp theo mình sẽ chơi là Cellbox. Mình chọn chế độ Sandbox này. Map này. Ok, ra có rất nhiều vật luôn. Pumpkin, Tomato, Android, Pig, yeah. Đây là cả SAS. Rồi, bây giờ mình sẽ là Firework Launcher. Rồi, pháo hoa nổ tưng bừng luôn. Chê luôn. Giờ còn bữa ăn rồi sống sót rồi. Xì. Chúng ta cùng chuyển sang game tiếp theo nhé. Game tiếp theo mình sẽ chơi sẽ là Monster Player.
phần này ha. Đốt cháy hết. Ok. Rồi, mình sẽ chuyển sang một game khác. Đây chúng ta có rất là nhiều game luôn. Đây. Thương mại workshop. À. Này. Okay. Mãi đâu rồi nhỉ? Đây ăn rồi. Game tiếp. Chúng ta cần đến với game tiếp theo. Game này tên là Human Rack The Workshop. Human Playground. Bản update này có Alien Bug. New update này. Update với con zombie. Cái này yếu thế nhỉ? Skip the toilet. Oh, how to attack it. Wow. No one can survive. Game tiếp theo mình sẽ chuyển sang game một game nữa. Cái này nghĩa là sandbox. Và cái game này mình sẽ ở phần update này họ sẽ cho khá là nhiều thứ hay ho. Đây mình sẽ có đây. Ôi, khoan mình quên chưa update. Đây là phiên bản cũ nha các bạn. Phiên bản này thì là phiên bản 15.0 chấm 15.1 này. Đây. Đây mình sẽ để chế độ follow này. Ok. Chúng ta không cần điều khiển nó vẫn chạy này. Quăng băng về đích luôn. Ok. Đây, mình sẽ thử cho một quả bom xem có phá hủy được cái xe này không. Mình sẽ kết thúc video ở tại đây nha. Thanks for watching.